Ngày mai là bắt đầu hành trình học hành. Mình có phòng ở riêng, phòng học riêng. Tối nay là được gặp gia sư rồi. Phúng Phính được thuê gia sư riêng đấy, phòng học mới. Bắt đầu học những con chữ đầu tiên. Sẽ có một cái phòng học mới này. Dua có hai cái bàn học mới này. Riêng quả bàn học là gần chục củ một bàn đấy. Mình dua hai bàn là gần 20 củ. Wow. Cái gì cũng xịn rồi nhá. Xịn hơn cả các em rồi. Mấy ông học đây không được mà không học hành nữa thì chết. Kể từ khi Phúng Phính được chị Hoàng Hương nhận về nhà chăm sóc, có thể thấy rằng điều kiện sống của cô bé đã thay đổi vô cùng tích cực. Bên cạnh việc có quần áo đẹp, điện thoại xịn để dùng, Phúng Phính còn được tạo cơ hội tiếp cận với môi trường học tập rất tốt để cô bé có thể theo kịp bạn bè. Chị Hương thuê hẳn gia sư riêng đến tận nhà dạy cho cô bé. Dù đã ở tuổi để học đến chương trình giáo dục lớp 9 nhưng Phúng Phính vẫn còn gặp nhiều trở ngại trong việc đọc chữ bởi cuộc sống ở vùng cao của em quá cơ cực. Bạn bè xung quanh khi đến trường đều dùng giọng đồng bào nói chuyện với nhau nên Phúng Phính gặp trở ngại giao tiếp cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Ngoài việc thuê gia sư kèm riêng cho em, chị Hương còn đầu tư hai chiếc phòng học riêng ở hai nơi, một là nhà, một là nơi làm việc để cho cô bé thuận tiện trong công việc học tập. Có thể thấy căn phòng được tu sửa lại để cho phù hợp hơn với việc học tập của Phúng Phính. Chẳng những vậy, cô bé còn được chị Hương đầu tư thêm bộ bàn ghế mới để học bài vô cùng xịn sò và xinh xắn. Chị Hoàng Hương chia sẻ, ngày hôm nay sẽ là một hành trình rất tuyệt vời với Dua. Dua có phòng học mới này, sẽ có hai cái bàn học mới này, riêng quả bàn học là gần chục triệu một bàn, mình Dua hai bàn là gần 20 triệu. Qua đó cho thấy cô bé ở đây rất được cưng chiều, không chỉ được thuê gia sư riêng, phòng học và thiết bị học tập, Phúng Phính còn được chị Hương dành riêng cho hai căn phòng ngủ cũng như hai chiếc giường mới ở hai nơi khác nhau. Sẽ có hai cái giường ngủ cũng như là hai cái phòng ngủ thiết kế riêng cho Dua rất là đẹp. Giường với phòng của Dua thường sắm mất mấy chục triệu luôn đấy. Tuy nhiên hành trình đi tìm con chữ của Phúng Phính vẫn còn rất dài ở phía trước. Sự cố gắng của Phúng Phính không chỉ còn là của mình em nữa mà còn là tương lai của ba cậu em trai ở phía trước. Hy vọng với sự giúp đỡ từ mọi người, Phúng Phính sẽ thuận lợi bước trên con đường để trở thành người tài. Bên cạnh đó cũng có thể thấy từ khi bắt đầu công việc mới, cô bé liên tục đổi phong cách từ sang chảnh tiểu thư cho đến nhẹ nhàng nữ tính. Nhất là cuộc sống của cô bé Phúng Phính như bước sang một trang mới. Không chỉ sống ở nơi xa hoa, có người hỗ trợ 24/7, cô bé còn được mua cho rất nhiều món đồ đắt đỏ, ví như quần áo, mỹ phẩm, điện thoại. Cũng nhờ vậy mà em dần đa dạng phong cách ăn mặc hơn trước. Khoảnh khắc cô bé quê Hà Giang này đã khiến nhiều người xem bất ngờ khi diện áo dài trắng đạp xe trên phố đón thu Hà Nội. Khác với vẻ sang chảnh tiểu thư hồi mới nhận việc, cô bé lại toát lên sự nhẹ nhàng nữ tính. Do đây là lần đầu tiên được mặc trang phục truyền thống nên em có chút e thẹn ngại ngùng, hệt như một thiếu nữ. Trước đây khi còn ở dốc Thẩm Mã, Phúng Phính thường xuyên mặc đồ dân tộc hoặc chọn những trang phục mang phong cách giản dị. Không chỉ thay đổi ngoại hình, Phúng Phính giờ đây còn tự tin hơn trước rất nhiều. Thời điểm còn bán vòng hoa trên dốc Thẩm Mã, cô bé hầu như không tiếp xúc nhiều với người lạ. Ngay cả khi bắt đầu với công việc người mẫu độc quyền, khi ai hỏi gì Phúng Phính cũng không thể nhanh chóng trả lời, lúc nào cũng e thẹn ngại ngùng quay đi. Thế nhưng sau nhiều tháng xuống thành phố, hiện tại cô bé đã chủ động nói chuyện nhiều hơn, đặc biệt là trong các livestream gần đây nhất, em còn có thể tự mình giao lưu với người xem mà không cần ai phải thúc giục. Dù chưa thể biết Phúng Phính sẽ gắn bó với công việc mới này trong bao lâu, thế nhưng những sự thay đổi của cô bé là một điều đáng mừng, mong rằng trong thời gian tới, Phúng Phính sẽ ngày càng phát triển bản thân hơn nữa. Còn bạn có suy nghĩ thế nào về cô bé này? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.